TV Samsung model là 43K5300. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái ứng dụng Viettel ở trên TV. Trước tiên bấm nút ngôi nhà, chọn qua cái phần app ở trên TV. Mình chọn lên cái mục tìm kiếm sát góc trên bên tay phải. Ứng dụng tên là Viettel. Đây Viettel TV. Có Viettel Telecom nó chuyển luôn. Rồi ok, mở ứng dụng lên. Ở trang chủ mới mở lên thì nó có giới thiệu cái chương trình hết. Đây nó có cái phần kênh TV luôn. Họ có nguyên loại kênh VTV luôn. Thử kênh VTV 6HD nó chạy luôn. Có kênh mà có vẻ là chạy không được. Thôi, lát được luôn. Chất lượng nó hơi mờ chút xíu. Là do cái tín hiệu truyền tải rõ đó. Đúng cái thời gian đặt luôn, 14:29. Mẹ có thể dùng cái ứng dụng này thay thế cho mấy cái ứng dụng FPT Play này kia bị mất VTV. Thử đây một kênh VTV 3 nữa. Không rõ là trong cái giờ mình chiếu những chương trình bản quyền giống như là đá bóng thì nó có sử dụng được không. Lát kênh nó hơi chậm chút xíu. Nó chậm nhưng mà vẫn lát được. Chất lượng lúc đầu thì hơi kém rồi về sau nó rõ hơn. Ok. Rồi. Lướt tiếp qua cái phần truyền hình. Phía dưới nó có phần phim, TV show, chương trình thứ nhi, hài, có âm nhạc, thể thao luôn. Thì thử kiểm tra trong cái phần phim xem phim là phim miễn phí hay là phim có tính phí. Ngày nay mình còn thứ nhi. Ứng dụng là nó phản hồi, thao tác nó hơi chậm chút. Rồi bấm mấy lần nó phát luôn. Cũng không có yêu cầu đăng nhập tài khoản hay gì hết. Bấm hết lên trên nó có chia ra cái danh mục giống giống như là phim cộng á. Bấm hết lên trên nha. Trang chủ, kênh TV, phim, nhạc, rồi cái khác. Rồi là nó không có yêu cầu tài khoản gì hết. Nhìn chắc là phim cũng dạng phim miễn phí luôn. Phim về thử cái phim lạ lạ không à.
chọn thử một cái rồi bấm nó xem luôn, không có yêu cầu phí. À ở bước này thì thấy nó bắt đầu yêu cầu nè, nhập số điện thoại, mật khẩu. Nó có ghi chú ở dưới là vui lòng tải app Viettel TV cho điện thoại, đăng ký tài khoản, sau đó mới sử dụng tài khoản đăng nhập trên Smart TV. Tức là mình phải đăng ký tài khoản trên ứng dụng rồi có số điện thoại đó đã đăng ký tài khoản mới dùng được, chứ đây nó không có phần đăng ký tài khoản luôn, nên chỉ có đăng nhập tài khoản đã đăng ký thôi. Thế nó cũng không ràng buộc về cái số điện thoại là phải sử dụng số của Viettel, nó chỉ đưa ra cái ví dụ thôi, chắc số nào cũng được. Ok, thì về cái vấn đề đăng ký đó có thể nó phát sinh cái phí trong quá trình đăng ký thì cũng không rõ. Còn nãy xem kênh truyền hình thì chọn kênh truyền hình là xem luôn, không có tốn phí gì hết. Rồi, sơ bộ về cái ứng dụng Viettel TV cho nên lắm.